Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Hùng Official. Ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với anh chị về một cơ hội đầu tư nằm tại xã Vĩnh Ngọc của thành phố Nha Trang. Từ vị trí Hùng đang đứng ra di chuyển qua trung tâm thành phố Nha Trang chỉ mất 5 phút di chuyển thôi nha anh chị. Hiện tại con đường này chính là con đường vành đai 3, dự kiến là sẽ là con đường vành đai 3 kết nối trực tiếp ra là quốc lộ 1A và hướng còn lại sẽ kết nối qua thành phố Nha Trang. Và bây giờ thì để giúp cho anh chị chúng ta hình dung rõ hơn về cái cơ hội đầu tư này, bây giờ Hùng sẽ xin phép Hùng sẽ di chuyển vào cái khu vực, cái vị trí đất mà Hùng muốn giới thiệu cho anh chị. Đây, phía sau đây chính là cái khu khu đất mà Hùng muốn giới thiệu cho anh chị. Tại cái khu đất này thì bên công ty Hùng đang phân phối là có hai sản phẩm nha anh quý anh chị. Và bây giờ thì Hùng sẽ quay phía đằng trước và Hùng sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể rõ ràng hơn, giúp cho anh chị cô chú chúng ta cùng nhau hình dung rõ ràng hơn về cái vị trí đất này. Xin mời tất cả anh chị ạ. Đây nha anh chị, đây là cái con đường mà Hùng đang đứng đây. Theo hướng tay phải của Hùng đây là chúng ta đi chạy thẳng ra, chúng ta sẽ gặp Vĩnh Phương, trạm cảnh sát cơ động vân vân. Thì trên đây là một con đường, đây là mặt tiền quy hoạch là rộng là 20m nha anh chị. Ở đây thì có là quán ăn này, quán nhậu có này, quán tạp hóa có đầy đủ hết. Và cái hướng ngược lại, đúng không? Chúng ta di chuyển cái hướng ngược lại đây. Cái hướng ngược lại đây thì chúng ta sẽ di chuyển đi qua trung tâm thành phố Nha Trang. Ở đây thì nhà dân cư ở là đông đúc rồi. Với anh chị cô chú, đây thì có trường mầm non này, trường tiểu học Vĩnh Ngọc này quý anh chị. Đây, còn chúng ta sẽ đi vào cái khu này. Khu này thì gọi là khu dân cư Hòn Thơm nha quý anh chị, hay là anh chị thì gọi là khu dân cư Xuân Ngọc. Đây, ở đây thì dân cư đã ở rất là đông đúc rồi nè quý anh chị. Đường đây là con đường đi vào đất nha anh chị. Sắp tới thì con đường này sẽ được trải nhựa, đổ bê tông. Con đường này là 8m. Đó, đường chính đi vô vào và vào chuyện vị trí đất này anh chị, đúng không ạ? Đó, vào đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những con đường ngang. Đường ngang ở đây là những con đường 6m. Đường ở đây đa phần là con đường ô tô hết. Ở đây thì bên công ty Hùng phân phối là có hai nền ở đây. Ở đây thì đa phần là thổ cư 100% hết, do Nha Trang mới đổ vào những cơn mưa cho nên đường thì nó có nước nha anh chị, đúng không ạ? Đây Hùng quay một vòng cho anh chị, chúng ta dễ dàng hình dung rõ hơn này. Phía trong kia thì nhà rất là đẹp, đúng không ạ? Nhà một trệt một lầu, một trệt hai lầu, rất là nhiều dân cư ở, rất là đông đúc, an ninh cũng rất là tốt, điện nước thì đầy đủ rồi. Từ đây thì đi ra các biển thì chỉ mất 10 phút di chuyển thôi anh chị ha. Nếu như sáng chúng ta có thể là chạy bộ tắm biển cũng được, chúng ta đạp xe đạp ở xung quanh đây cũng rất là thuận tiện luôn anh chị. Đây về cái vị trí đất thì nằm ở trong len lõi ở trong trong khu dân cư đây, đúng không ạ? Rất là nhiều xe cộ di chuyển rất là thuận tiện. Thì nếu như quý anh chị đã quan tâm tới cái vị trí khu dân cư Hòn Thơm này thì kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349 thì Hùng sẽ chia sẻ thêm. Đây, bởi vì hiện tại là anh chủ nhà anh đi làm rồi, đúng không ạ? Thì nếu như quý anh chị đã quan tâm thì Hùng sẽ đưa anh chị đi tham quan. Ở đây thì đất là sổ đỏ thổ cư 100% nha anh chị. Ở đây thì mặt đồ xây dựng thì mình xây dựng tự do, đúng không ạ? Đây, đường đi vào đây đường 8m hay đường 6m, đường ô tô hết anh chị ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video chia sẻ tiếp theo ạ.